trên nềm nhẹ bước trên lối xưa từ con mơ xóa nhòa đi hết bao vết thương anh ơi sao anh lặng im không nói một lời rồi quay đi cho em thêm xót xa bao đêm em nằm em mơ đến anh chỉ mình anh thôi và rồi em thấy đắng cay hôm nay con đường em đi sao quá tĩnh lặng vì không có anh không còn những yêu thương mà khi mà Yến đi thu âm thì Yến đã nghe câu chuyện của bạn mình cũng như là mường tưởng rằng mình đang là nhân vật như thế, mình bị người ta bỏ rơi, thế nên là mình sẽ hát như thế nào, mình sẽ đau khổ ra sao, thì lúc đấy Yến mới có thể thu được bài hát này. Thì đấy là một cái kỷ niệm rất là hay đối với Yến. Ca khúc này thì đó là một ca khúc nhạc phim chính của Vết Sẹo, phim truyền hình. Thì bản thân Ngọc khi nhận được ca khúc này từ anh Nguyễn Hồng Thuận, Ngọc cảm giác mình hát bài này rất là chân thật và rất là gần gũi cái cảm xúc của anh. Hey girl, hey my daddy girl, hey girl,
high.